em chú ý, chúng ta sẽ chữa cái bài tập thực hành vừa nãy cô giao. Lập dàn ý cho đề văn cảm nhận 4 câu thơ đầu bài thơ Vội Vàng của Xuân Diệu. Thế, trước khi mà chữa thì cô cũng phải lưu ý các em là đây chỉ là một trong những cách lập dàn ý, và các em có thể có diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau, nhưng mà về nội dung cơ bản thì nó sẽ đảm bảo những các ý sau đây. Phần mở bài để giới thiệu khái quát nhất về tác giả, tác phẩm và đoạn thơ thì chúng ta giới thiệu. Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất trong những nhà thơ mới. Bài thơ Vội Vàng in trong tập thơ 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 xuất bản năm 1938, tiêu biểu cho phong cách thơ âm. 4 câu thơ mở đầu thể hiện ước muốn kỳ lạ của một tâm hồn yêu đời, yêu cuộc sống tha thiết. Phần thân bài. Luận điểm thứ nhất là giới thiệu vài nét về bài thơ Vội Vàng. Ở đề bài này chúng ta không cần phải giới thiệu về đoạn thơ đi trước, bởi vì đây là 4 câu thơ mở đầu. Vội Vàng là bản tự bạch đầy đủ nhất về phong cách thơ Xuân Diệu. Bài thơ thể hiện quan niệm nhân sinh, quan niệm thẩm mỹ mới mẻ chưa từng có trong thơ ca truyền thống. Quan niệm nhân sinh này là sống phải vội vàng, phải khẩn trương, cao độ, phải tận hưởng tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người, không được uổng phí thời gian tuổi trẻ. Quan niệm thẩm mỹ được gửi gắm ở trong bài thơ đó là con người, nhất là con người ở độ tuổi thanh xuân, là chuẩn mực của cái đẹp. Chính vì thế mà thế giới hình ảnh ở trong bài thơ các em thấy vô cùng phong phú, mới lạ, tràn trề sức sống. Đó là một thế giới xuân tình, ngây ngất, say đắm lòng người. Giọng thơ trong toàn bài rào rạt cảm xúc, hối hả tuôn trào, nhưng lại đậm chất triết luận, logic rất là chặt chẽ. Điều này đã được thể hiện khá rõ ngay từ 4 câu thơ mở đầu. Luận điểm thứ hai, cảm nhận 4 câu thơ. Về mặt nội dung thì 4 câu thơ thể hiện một ước muốn kỳ lạ, rất đỗi ngông cuồng và đầy khao khát của Xuân Diệu. Trước hết các em thấy cái tôi cá nhân của nhà thơ được khẳng định một cách mạnh mẽ, mãnh liệt qua điệp từ tôi muốn, tôi muốn. Cái ước muốn của nhà thơ ở đây là tắt nắng, buộc gió, nghĩa là muốn đoạt quyền của tạo hóa, muốn làm chủ thiên nhiên, làm chủ vũ trụ. Đó là một ước muốn phi thường. Nhà thơ cũng lý giải vì sao mà mình lại có cái ước muốn đó. Là để là lưu lại hương sắc, là những gì mà đẹp đẽ nhất của cuộc đời, của mùa xuân, của tạo hóa, để mà vĩnh cửu hóa cái đẹp. Và nói cho cùng, đó chính là vì cái lòng yêu đời tha thiết cháy bỏng của Xuân Diệu. Về mặt nghệ thuật thì các em phải cho người đọc thấy rõ được là cái nội dung ước muốn phi thường và có vẻ như rất ngông cuồng, thể hiện cái khao khát mãnh liệt đấy, được thể hiện bằng một cái hình thức thơ rất đặc sắc. Đó là thể thơ 5 chữ. Chúng ta thấy là trong bài thơ này, ở những khổ thơ sau là tác giả dùng những cái thể thơ khác, không phải thể thơ 5 chữ. Nét đặc sắc nghệ thuật thứ hai là dùng cái phép
điệp cấu trúc và điệp từ ngữ. Tôi muốn rồi cho. Với cái phép điệp từ ngữ và điệp cấu trúc này thì bốn câu thơ vừa khẳng định ước muốn cháy bỏng, sự khẩn thiết van nài của Xuân Diệu, vừa lại tạo ra âm điệu tha thiết và nồng nàn, sôi nổi. Cái giọng điệu này vô cùng phù hợp với lại cái nhan đề của bài thơ, với toàn bộ nội dung và cảm xúc của bài thơ, đó là vội vàng. Phần kết bài thì các em phải khẳng định rằng chỉ với bốn câu thơ đầu, tác giả đã bộc lộ được khá đầy đủ một cái tôi trữ tình vô cùng độc đáo, hết sức mới mẻ và nhân văn. Và đoạn thơ đã góp phần thể hiện rất rõ vẻ đẹp của bài thơ Vội Vàng, một thi phẩm xuất sắc của Xuân Diệu nói riêng và của thơ ca Việt Nam hiện đại nói chung. Sau đây thì các em ghi bài tập về nhà, cảm nhận đoạn thơ thứ hai trong cái bài thơ Vội Vàng của Xuân Diệu, của ong bướm này đây tuần tháng mật, cho đến tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân. Các em cũng lập dàn ý cho đề văn trên, thế và viết vào trong cái vở soạn văn. Thế các thầy cô dạy trực tiếp ở các lớp có thể kiểm tra chúng ta khi mà các em trở lại lớp học bình thường vào cái giờ văn đầu tiên, hoặc là có thể có lớp là các cô sẽ cho nộp bài trực tuyến để chấm lấy điểm vào cái bài số 1 và điểm hệ số 1 ấy. Nếu như mà có thể còn phải nghỉ tiếp tục thêm một tuần nữa. Các em về nhà làm bài cho nghiêm túc. Xin chào tất cả các em.